Chào các bạn đang xem video của Nhật XP nhé. Hôm nay mình làm một cái video để đo cái dòng không tải của chiếc biến áp Quickly này. Đo dòng không tải hay còn nói một cách dễ hiểu hơn là khi cái máy này cắm không, cắm độc cái máy này thì mỗi một tháng chúng ta sẽ phải nuôi mất bao nhiêu tiền điện để nuôi cái máy này khi không có tải nhé, trừ những cái tải điện nhà chúng ta nhé. Thì khi không tải thì mỗi tháng chúng ta mất bao nhiêu tiền điện. Thì hôm nay mình sẽ đo luôn. Cái máy này là, như tiêu đề mình nói đây là hàng Việt Nam, hàng mới 100%. Mình so sánh một cái hàng các bạn cứ bảo hàng so sánh một cái hàng bãi hàng nhất của Nhật nhá. Mình sẽ nói so sánh luôn. Thế bây giờ mình sẽ luôn trước khi vào mình đo mình sẽ giới thiệu qua cho những bạn nào lần đầu tiên xem kênh của mình thì chưa biết cái biến áp Quickly là gì. Thì biến áp Quickly là một thiết bị để chúng ta lắp vào đầu nguồn nhá, để cho điện nó ra an toàn, có nghĩa là điện ra chống giật theo một cách đúng nghĩa, có nghĩa là chạm thẳng vào dây nửa nó không giật, máy móc dò sờ không giật và chức năng là chống sét lan truyền nữa, lọc nhiễu âm thanh. Đấy, thì bây giờ tí giờ mình sẽ nói kỹ hơn về cái máy này. Bây giờ trước tiên là mình vào thẳng nội dung của vấn đề luôn để cho các bạn được xem. Đây, mình có một cái đồng hồ công tơ, nó sẽ báo các thông số này. Đây là điện lưới, điện vào này. Đây là dòng tải này. Đây là watt này, có nghĩa là công suất tiêu thụ đấy, tiêu thụ thực của cái máy nào cắm vào đây thì đều hiện lên cả. Còn đây là cái công tơ có nghĩa là một tháng nó sẽ đếm, một tháng ta hết bao nhiêu số điện thì cái này nó cũng sẽ báo này. Thế bây giờ nhá, thì trước khi lúc mình chưa cắm gì thì nó đang là 0,9W, có nghĩa là chưa cắm gì thì đồng hồ nó đã báo là 1W rồi. Do là nó sai số đấy. Đấy 1W các bạn nhá. Ở đây mình đang đấu vào cái máy biến áp Quickly 10 kg nhá, mình đấu đằng sau này các bạn nhìn thấy chưa? Đấu vào hai cọc vào nhá. Bởi vì chúng ta đấu vào điện tổng gia đình chúng ta thì phải đấu vào những cái cọc kia thì nó mới chịu được công suất cao. Còn cái ổ trước này thì chỉ là cắm những cái tải nhẹ thôi. Hoặc là tí là mình thử thì mình cắm đằng trước rồi cho các bạn nhìn cho nó dễ thôi. Thử mình thì test điện không giật đấy. Bây giờ mình sẽ cắm điện luôn cho các bạn xem nhá. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? 24W. Đấy 23,9W. Các bạn thấy nhẹ không? 24W mà cho một cái máy công suất tận 10kVA đấy. Mình các bạn cứ để ý xem những cái biến áp Quickly cả của Nhật hay là của Ý hay là của Đức hay gì thì người ta đo toàn cái nào nhẹ thì nó rơi vào mình thấy họ đo cái 5 kg mà cái nào nhẹ đã độ 40W rồi. Còn có những cái mình thấy họ đo là nó có cái biến áp Quickly mà của Italy mà hai cái 5 kg gấp lại thì đo tận 1,2A rồi. 1,2A thì tương đương với lại 240W cơ. Đấy, tốn điện kinh khủng các bạn. Đấy, các bạn có thấy không? Cứ cần gì về hàng của Nhật chẳng có gì đâu. 24W thì mình sẽ nhân luôn cho các bạn xem nhá. 24W thì là 10 tiếng thì là 240W này. 20 tiếng thì là 480W. Còn 4 tiếng nữa thì rơi vào 42 thì nói chung là một ngày thì sẽ hơn nửa số điện. 530W điện. Một ngày hơn nửa số điện thì một tháng nhân lên sẽ rơi vào 16 số mấy đấy. Hơn 16 số, 17 số, 17 số điện có nghĩa là 17 cân điện đấy. Mà nhân với cái giá điện trung bình loanh quanh độ 2.000 chẳng hạn, giá trung bình đến 2.000 thì sẽ rơi vào 30 mấy nghìn tiền điện đấy, 36-37 nghìn tiền điện đấy. Thì đây nó cũng chẳng đáng kể gì so với tiền điện cho các bạn thì thấp nhất thì cũng có vài trăm đến vài triệu. Thì cái này nó chỉ ăn có bằng 30 mấy nghìn thôi, chẳng đáng kể gì. Thế còn nếu mà máy bãi của Nhật đấy, người ta quấn bằng phe vuông nên bao giờ nó cái độ tốn hao nó cũng nhiều hơn các bạn nhé. Cái phe mà hình vuông mà các bạn nhìn thấy nó có hai cái cọc này, hai cọc hai bên giống như máy Hàn ấy. Thì hôm nào mình sẽ làm một cái video nói kỹ hơn cái biến áp đấy, như biến áp Quickly đấy. Biến áp Quickly đấy là cái công suất tốn hao của nó rất lớn nhá. Cũng đã hiệu suất ra thì không cao lắm đâu mà cái dòng không tải của nó thì lớn. Hai cọc đấy thực tế nó không phải là một cọc là sơ cấp và một cọc là thứ cấp đâu, mà hai cọc đấy là đều có sơ cấp và đều có thứ cấp cả. Mình sẽ giải thích kỹ hơn vào một video khác, mình sẽ vẽ lên cho các bạn xem hiểu để các bạn hiểu. Đây mình quay lại một lần nữa cho các bạn xem này, 24W nhá. Đây bây giờ mình sẽ lấy cái bóng sợi đốt là cái bóng của mình là cái bóng 60W. Đây mình cắm vào cái ổ điện này để cho các bạn xem nhìn xem bây giờ nó thành bao nhiêu watt này. Đấy bây giờ thành 94W. Thì cái bóng này để mình rút ra xem cái bóng này là bao nhiêu watt này.
Cái bóng này mở hết rồi, mình chẳng biết bao nhiêu watt cả. Tóm lại cái bóng này khoảng độ 70 75W, 75W đấy. Đây khi rút ra thì nó là 24W các bạn nhá. Đấy, bây giờ mình đấy vừa nãy là mình đo cái dòng không tải của máy này, và như tôi đề mình nói đây là máy mới, thì mình xin phép được giới thiệu qua cái máy này đó để các bạn biết là máy mới là máy hàng của Việt Nam, là như của công ty nào. Thì cái thương hiệu này là thương hiệu Vinatana, thương hiệu này đã được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu rồi các bạn nhá, rồi bởi cục sở hữu trí tuệ Việt Nam. Đấy, hàng có đăng ký nhãn hiệu này do công ty trách nhiệm hữu hạn Ổn áp Vinatana Việt Nam sản xuất. Các bạn có thể check vào Google. Đấy, công ty có địa chỉ rõ ràng, có thứ ở trên Google các bạn nhé. Đây là tem mã QR để check hàng chính hãng, này check thông số thông tin của máy này, đồng thời sẽ có một lớp phủ tem cào để chúng ta cào ra, chúng ta kích hoạt bảo hiểm điện tử. Đấy, một cái máy một của công ty chính hãng, công ty lớn thì mới có được cái hệ thống bảo hiểm điện tử các bạn nhé, sẽ còn có những cái doanh nghiệp tư nhân nhỏ nhỏ thì không có đâu. Đây, cộng thêm là mỗi một cái máy bán ra công ty đều có một bản cam kết là hàng chính hãng, sử dụng 100% dây đồng, các bạn nhìn thấy không? Nếu mà sai sự thật công ty sẽ đền cho khách hàng gấp 10 lần giá trị sản phẩm. Đây, có chữ ký của giám đốc, có dấu chuyện công ty, có đại diện pháp luật ký, tức là cái giấy này là có tính pháp lý đấy. Vừa kích hoạt vừa bảo hành điện tử này, vừa có một cái phiếu cứng để khi các bạn mua hàng là mình sẽ viết tên tuổi của các bạn, quê quán, rồi ngày mua, ngày người bán, rồi các thứ ở đây, có dấu chuyện của công ty. Đấy, thì còn đây là mình giới thiệu qua cái máy nhá. Máy thì là hàng 100% dây đồng. Như vừa nãy mình nói rồi nhỉ. Đấy, in cả trên mặt máy luôn. Các bạn có thắc mắc gì nữa, cũng muốn hỏi gì nữa thì cứ hỏi mình nhá. À, đây là đồng hồ báo điện áp ra này. Biến áp thì điện nhà các bạn khỏe thì nó ra khỏe, như điện nhà mình đã khỏe nó rơi vào 240 này. Điện khỏe ra khỏe, mà điện yếu ra yếu. Đây là cái đồng hồ đo dòng tải. Tức các bạn phải dùng nhiều cái đồng hồ, nó nhảy từng A1 A1. Ví dụ 1A, 2A chứ không phải mấy A thì nó không 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 báo. Đây, cái đồng hồ này nó không báo, số nhỏ. Đây là cái CV, cái gọi là cái áp áp để chúng ta bật tắt máy. Bây giờ mình sẽ test sờ thử luôn các bạn nhé, để các bạn biết cái độ an toàn về cái biến cách đi rất gì là an toàn nhé. Sau đó mình sẽ nói về cái cấu tạo nguyên lý hoạt động của máy để các bạn hiểu hơn. Đây, đây mình sẽ cắm cho các bạn xem này. Đây, cắm vào các ổ cho các bạn thấy nhá. Đấy. Đấy, bây giờ mình đo xem bên nào nó bên nửa này. Đấy, bên này bên nửa này, à, bên. Đấy, mình cắm vào đây luôn. Mình có cái bóng sợi đốt này thì mình đã gọt nó ra để cho nó hở ra để mình nối cho, để mình soi cho các bạn xem này. Mình đo ấy, các bạn thấy bên nửa chưa? Đúng bên nửa nhá. Cứ thế này mình cầm vô tư, còn thoải mái này. Chân mình vẫn đang đi chân đất nhá. Đây, nhưng mình không quay được cả người thì mình sẽ té một tí nước vào đây cho các bạn xem này. Đây, mình cứ dìm xuống nước cũng được. Đấy, tay mình vẫn vẫn giữ đây. Các bạn thấy không? Tay vẫn cầm cái chỗ lối này. Mình lật cái này lại, lật cái ổ cắm lại cho các bạn xem này. Đấy, mình lại cầm đây, dí cả xuống nước đây. Tay mình vẫn đang cầm đây. Quay gần một tí cho các bạn nhìn thấy không? Mình đang dí xuống nước này. Đây đây. Đấy, các bạn thấy không? Rất chi là an toàn. Thậm chí là kể cả cái ổ điện này mà không may nó bị tõm xuống nước này, hoặc là cái bình nóng lạnh nhà các bạn bị giò đấy, thì các bạn cũng vô tư nhé. Đây, cứ giờ tay giờ thoải mái, thậm chí là mình bước cả một chân vào trong chậu nước xong nước luôn. Đây, chân bên kia mình mới để ở ngoài, co chân đấy không việc gì, mà thả xuống đất không việc gì. Đấy, các bạn thấy an toàn không? Thì tại sao nó không chập? Bởi vì là nước thì nó là dẫn điện nhá. Nếu mình để trong này lâu thì cực dương chạy qua cực âm thì nó cứ chạy qua chạy lại thì nó sẽ nước này sẽ nóng lên thôi, chứ còn nó không có chập được. Kể cả điện lưới nó không chập được, nhưng mà điện lưới thì nó sẽ ấy, thì nó, các bạn làm thế nó sẽ giật, mà điện này thì nó không giật. À, các cháu nhỏ thì xem video của chú thì đừng đừng bắt chước nhé, bởi vì các cháu chưa hiểu thế nào là điện cách ly cả, không giật cả. Chứ điện bình thường mà chưa có cái biến cách ly này nó giật đấy, các cháu đừng làm theo nhé. Thì đấy, và đây mình sẽ giới thiệu qua là cái máy này. Trong cái máy này là nguyên lý của nó sẽ gồm có quận sơ cấp và thứ cấp. Quận sơ cấp điện vào và quận thứ cấp điện ra, và quận khi chúng ta dùng là dùng quận điện ở quận thứ cấp, và quận sơ cấp và thứ cấp thì không hề đấu nối sang nhau mà chỉ cảm ứng điện từ trường sang nhau thôi. Nên là chúng ta dùng điện là dùng điện cảm ứng, nên là khi chúng ta vào sờ vào dây nửa thì chúng ta không đứng đứng trên đất thì nó cũng không có dòng điện chạy qua người chúng ta, bởi vì đất lúc này không phải là mát của điện cách ly nữa, mà mát thì nó vẫn ở cái trong máy này ra, nên chúng ta cứ sờ vào dây nửa, chúng ta cứ đứng dưới nước hay đứng trên đất là thoải mái không giật.
Còn các bạn muốn biết kỹ hơn thì các bạn cứ vào cái hình đại diện của mình bên dưới nhá, cái hình kênh đấy, ấn vào đấy xong kích vào mục video để xem hết cái video mình đã giải thích rất kỹ. Video hôm nay thì mình cũng làm đến đây thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ ấn chia sẻ kênh để bạn bè người thân mình biết đến những cái thiết bị hữu dụng này nhá. Và các bạn nhớ ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video sau mình ra, mình còn review những máy to hơn. Đấy, mình còn đo dòng không tải cả những máy 20 kg này, 10 năm rồi, 7 năm, mấy năm 17, toàn bộ là hàng mới nha các bạn nhá. Đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé.